Chúa trọn vòng tay. Có phải vì tâm tư sâu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Các bạn đang nghe đĩa CD và đây là con Panasonic Panasetan HD 505 các bạn nhé. Đồng bộ giữa loa và máy 4 thớt mặt phi nhôm. Sorry, mặt nhôm nhưng mà phun là phun sơn ánh kim nhá. Phun sơn ha. Nó còn cái lớp kim ánh kim nè. Đi cùng với một cái cặp loa nhìn có cái bề ngang khá là rộng, nhìn hầm hố, gân guốc rồi cái đèn lưới màu xanh, zin. Đi cùng cái đường gân ở bên dưới này màu bạc ha. Con này ở trong cái giới âm thanh mà đồ nội địa Nhật người ta gọi nó là Panasetan, bởi vì có cái ngoại hình ở ngoài nó hầm hố và nó mạnh mẽ như chiếc xe tăng vậy. Cặp loa này thì nó có cái lỗ thông hơi, thì ta nói nhìn cái lỗ thông hơi to đùng như vậy. Còn cái miệng bass đó là 14, cái gân đặc biệt là cái phần gân, bản gân rộng và cái mũi rất là dày và to. Thì con này cho một cái âm trầm đó mạnh, thật sự rất là mạnh luôn. Và cái thùng loa có bề ngang rộng và cũng khá là cao. Con này ta cao tầm khoảng 30 các bạn nha. Và chiều ngang cả bộ mà các bạn đặt như vậy. Với mỗi thớt này là khoảng 20.5cm. Đó. Thì các bạn có thể có tổng một cái kích thước là 72. Và các bạn có thể chồng cao 4 thớt lên nhau để sát lại. Và chút nữa mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Còn bây giờ chúng ta đang test là cái tính năng CD nè. Rồi con này có, bên này là cassette. Cassette vẫn ngoan năng hoạt động tốt. Đây là cái âm ly chính của chúng ta. Còn đây là cái thớt điều khiển và là cái màn hình chính cũng như là thớt tuner. Nó hiển thị tất cả các tính năng ha, và cả FM 108 MHz full ở Việt Nam. Con này các bạn có thể đó tắt cái dàn đèn LED ra đi. Một cái dòng, một cái thiết kế nhìn nó rất là hiện đại luôn. Đèn LED này nọ cái kiểu ha, hai cái bên sườn. Đấy. Mặt thì kiểu mặt nhôm sáng, đèn LED. Nên cái kiểu con này thì giống như nó vượt khỏi cái thời đại mà cái thời điểm nó ra mắt tầm 2005 hay 2006 các bạn ha. Và đây. Chúng ta sẽ chơi một cái bài nhạc thông qua kết nối với Bluetooth. Sau đó sẽ quay lại với phần cassette sau nha. Đây là cái hộp Bluetooth 150. Con này mình báo giá cho các bạn nhanh gọn luôn là 3.200.000 cho các bạn nha. 3.200.000 đó, full nguyên bộ như vậy là 3.200.000. Một con mini đại, công suất khá là lớn và cái thùng loa lớn. Chúng ta tất nhiên là có cổng AUX rồi. Cổng AUX để mà các bạn kết nối thiết bị ngoại vi đó, AT. Đây, mình đang kết nối Bluetooth nè, rất là nhanh, rất là nhạy. Ở trên này chúng ta có chỉnh bass nè. Đó, 1 2 đây. Đó, nó có hai nấc bass. Còn đây là nấc trep. Trep thì chúng ta vặn chỉnh chi tiết hơn, còn cái bass thì chúng ta có hai nấc. Hai là và low. Đó, và trep ở đây nè. Đó. Sister control. Con này nó được trang bị hai cầu loa. Cầu bên dưới là cầu low, là cầu bass, ở trên là cầu trep, là cầu 2 á. Giải cao, còn ở đây tất nhiên là âm ly phải đáp ứng được chuyện đó ha. Cầm bên này là qua loa bên trái, cầm bên này là qua loa bên phải. Nó có màu hết, nếu các bạn cứ yên tâm là gắn màu theo màu là xong ha. Loa và âm ly hai cầu nên cho các bạn một cái phần âm thanh bass và trep khá là tách. Rồi, cái đó là nhạc guitar và mình mới để trep lên cái hướng cân đối nè, cân bằng nè, và vừa có một cái đèn led ở đây. Còn chúng ta có thể chỉnh cao lên nữa. Đó, và chỉnh cao nhất luôn nha, maximum luôn ha.
chép rất là bán. Chép này bằng hợp kim, cái mũi này 3 cm và bằng hợp kim các bạn nha. À, cái phần chép, ngưỡng chép cao. Còn đây các bạn, cái phần loa nè, đó các bạn thấy được cái thiết kế loa của chúng ta. Nó tách hai màu, màu trên là màu dưới, màu sáng và màu gỗ đậm hơn. Và nó có một cái vát ở bên dưới nữa nè. Đó, cái vát này nó sẽ đồng bộ với lại cái vát của cái phần âm ly và những cái thớt này. Ở trên đây thẳng và ở dưới chân là vát, một cái góc vát xuống. Đấy, các bạn thiết kế khá là cầu kỳ và trau chuốt cho từng cái góc cạnh ha. Rồi loa của chúng ta nè các bạn. Nè. Đó. 90W tổng cộng ha. 30 cho phần cao và thấp là 60. Đây, để mình zoom lại, sorry các bạn. Nè đó. Nó chia làm trên dưới, có nghĩa là ở trên là dải cao và ở dưới là dải thấp, thì tổng cộng là 90. Maximum là 90 các bạn nha. Đó. Đây, cái màn hình của chúng ta nè, đó, nhìn thấy sáng rõ, chữ dòng chữ cũng khá là lớn. Đây là dòng HD 505 ha, đồng bộ. Đây, 505. Và cái phần nhạc guitar, rồi bây giờ chơi một bài nhạc mạnh nè, để check cái phần âm thanh bass nhanh, tốc độ cao của, chuyển qua cái bass 2 này đi. Mình đang chỉnh maximum chép luôn. Có điều khiển cho các bạn chỉnh full tính năng nha. DJ Anton Remix. Đấy, nhạc điện tử, loa hai cầu mà, chơi mấy loại thể loại nhạc điện tử mà bass với chép mà nó riêng thì dễ lắm các bạn ơi, dễ dàng. Và còn đây là cách mà chúng ta bày trí bốn thớt. Thì con này các bạn để ý nha, một thớt dày, một thớt mỏng, dày, mỏng. Đó, nó mà hạ xuống rồi, nó sẽ cân lại. Các bạn thấy cái kích thước hiện tại là tầm 55-56 ha. Còn hồi nãy bày ra là 72, bày dài ngang nãy là 72. Cái phần loa và phần máy là với cái bộ chân này, nhìn cái bộ chân này khá độc ha. Cái cạnh vát hồi nãy mình nói nè, và cái màu nó có cái điểm nhấn. Phía trước này là màu bạc hết. Đó, bạc phối màu với cái phần đây là cái con này có một cái màn này khá là giống cái kiểu thiết kế mà của Yamaha. Cái phần phủ bên ngoài là phần nhựa PP, ở trong là lớp giấy. Nên khá là dày. Hai lớp. Đây. Còn đây là phần cassette nha. CD thì đọc tốt để chép giống như trong đầu clip. À, rất là trầy. Đó, cassette đang để nè, con này. Play nha. Con này nó sử dụng cái cáp của hãng, cái cáp mà kết nối ở phía sau á. Ở đây hay gọi là cáp bẹ đó. Do đó khi mà các bạn bấm nút play ở thớt nào thì nó sẽ đồng bộ với lại cái bảng điều khiển liền. Nó đang chạy nè các bạn, nó hiển thị nè. Tiếng chim hót nha. Nãy giờ là có tiếng chim hót dạo nha các bạn, chứ không phải là đứng nha. Tiếng rất là trong luôn. Con này nó thiết kế là loa với máy là bằng nhau nè. Còn cái phần nhô ra này là cái phần trang trí thì nó sẽ đưa ra ngoài hẳn. Còn phần mặt trước nó bằng bên này, và mặt sau nè. Đó. Và ở đây
cái phần linh kiện nhìn là cái ngoại ốc nó còn rất là mới. Đây là cổng AUX mà nãy mình chơi nè các bạn, kết nối với hộp Bluetooth này nha. Hộp Bluetooth này là bán rời và mình có nói rõ ràng nha. Ở đây là cáp jean của hãng, các bạn có thể gỡ ra gắn vào tùy. Một loa tới 90W lận và nói chung là nó nặng cũng khá là dày, cái tiếng nó không có bị bồng. Một cassette mà tiếng trong như là CD vậy. Mình đổi chiều nha, mình vừa bấm đổi chiều cassette. Cái phần tính năng của con này và còn cái tuner 108 nữa, các bạn có thể gắn anten vào đài tùy ha. 3.200.000 kèm điều khiển học cho các bạn chỉnh, ngồi từ xa rất là tiện, ai không lấy trừ ra thêm 100.000. Đọc tốt đĩa chép luôn nè, nó trầy. Panasonic thì được cái mắt nó lành tính trên tất cả những cái dòng luôn, đồng bộ đẹp mắt và công suất mạnh mẽ, thùng loa lớn, giá thành thì phải chăng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên bấm like cho mình các bạn nha. Đừng quên bấm like cho mình.